xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy nghiền xơ dừa thế hệ mới, sử dụng điện một pha 220V, tách riêng xơ dừa ra, mùn dừa ra, với năng suất đạt 500-700 kg. Máy phù hợp sử dụng cho các hộ gia đình kinh doanh và các xí nghiệp nhằm sử dụng cho việc trồng cây, trồng nấm, làm vật liệu đốt, tạo viên nhánh v.v. do thương hiệu Takio nghiên cứu và sản xuất. Đây là thành phẩm xơ dừa nha các bạn. Máy sử dụng điện một pha 220V và với năng suất khoảng 500-700 kg/h. Máy có thể băm được nguyên trái nha.